Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món sandwich gà giòn. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái đùi gà gốc tư. Thì đùi gà này mình đã lóc xương rồi. Thì khi mà mình lóc hai cái cây xương này ra, mình sẽ chừa lại khúc như thế này, chừa lại ngay chỗ này nè các bạn. Với cái phần má đùi gà thì mình cũng sẽ để giữ lại. Để làm gì? Để khi mà mình chiên á, cái đùi gà nó sẽ không có bị rút lại. Mình giữ cái này. Chứ cái này mình chiên cái đùi gà nó sẽ to, nó đẹp hơn. Còn nếu như mà mình cắt hết hai khúc này thì cái đùi gà nó rút lại, nó không đẹp. Thì các bạn chú ý cái này nha. Bột chiên giòn thì các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Mình có bánh sandwich. Thì sandwich này mình mua cái loại nó có khoai tây trong đây á, mình thấy rất là ngon. Các bạn có thể là tìm mua Bách Hóa Xanh nha, bánh nó mềm ngon lắm. Hoặc các bạn dùng cái loại nào theo các bạn thích là được. Salad, cà chua, bắp cải, mình dùng bắp cải tím mình sắc mỏng ra để cho nó đẹp. Hoặc các bạn dùng bắp cải trắng cũng được. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay và làm. Gia vị thì mình sẽ ướp những gia vị đơn giản thôi. Mình ướp vào đây một chút xíu muối. Mọi thứ một chút thôi các bạn, mình nhắm chừng là được rồi. Tiêu, bột tỏi, bột ớt. Bây giờ mình sẽ thoa đều nó. Có thời gian thì các bạn ướp khoảng 5-10 phút thôi cũng được. Cái này mình không có cần ướp lâu. Nhiều khi người ta tẩm như thế này là tẩm cái bột khô lên là chiên liền. Mình chỉ cần ướp cái phần thịt bên trong là được rồi. Còn dư thì mình có thể mình thoa ít lên da cho nó thơm. Sau đó mình sẽ rắc bột chiên giòn lên nha. Mình nhắm chừng thôi, mình thấy cho nó vừa áo đều là được. Còn nếu như không có bột chiên giòn thì các bạn có thể là mình tẩm bằng bột bắp cũng được. Nhưng mà ngon thì vẫn là bột chiên giòn nha. Sau khi mà tẩm bột xong á, thì các bạn đợi khoảng vài phút để cho cái bột nó thật sự là nó bám chặt vô cái phần thịt gà. Mình có thể mình ấn như thế này nè để cho nó dính bột vô. Dầu nóng đó mình sẽ cho gà vô chiên nha. Bây giờ mình sẽ cắt miếng gà này ra luôn nha các bạn. Mình cắt thành miếng vừa ăn để mình để vào cái bánh mì sandwich á. Cái gà này do mình chỉ áo một lớp bột mỏng chứ mình không có nhúng bột. Còn các bạn thích nhúng bột thì mình có thể là mình pha bột loãng với nước á để mình nhúng. Đây, cái phần má đùi gà này mình có thể là mình để là mình ăn riêng cũng được. Tại vì cái phần xương thì mình không có lóc ra. Ở đây mình có thêm một cái tấm giấy, thì tấm giấy này chuyên để gói bánh sandwich á, cho nó chặt lại á các bạn. Còn mình ở nhà mình không có thì mình có thể mình lấy giấy trắng cũng được. Mình cho tương cà. Mình nhắm chừng mình cho ít thôi, vừa phải thôi. Rồi mayonnaise. Mình thoa cho nó đều. Tương cà với mayonnaise nó rất là hợp với nhau. Đôi khi tương ớt thì nó không hợp nha các bạn. Hoặc các bạn thích ăn cay thì mình dùng thêm tương ớt. Mình sẽ cho xà lách. Cà chua. Mình sẽ gắp gà cho lên nha. Tầm khoảng 2 miếng. Nó bị rớt ra. Sau đó mình sẽ đậy nó lại như thế này. Rồi các bạn
cho lên một lớp tương cà, rồi sốt mayonnaise nữa. Mình làm theo lớp vậy á, để khi mình ăn là mình không có cần chấm nha các bạn, nó vừa ăn luôn hả. Rồi mình để lên thêm một cái lớp bắp cải nữa. Sau đó mình sẽ đậy lại. Mình thì mình gói cái này nó không được khéo, mình gói tạm nó cho nó chặt lại các bạn, để hồi mình cắt nó sẽ dễ hơn á. Nó sẽ vuông vuông như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Các bạn có thể là mình cắt xéo như thế này, hoặc là mình cắt như thế này, tùy theo các bạn. Nhưng mà nếu như mà các bạn gói chặt thì mình cắt nó sẽ đẹp hơn. Còn như mình thì mình gói nó không được chặt đó. Món sandwich gà của mình như vậy đã xong đó các bạn. Món ngày hôm nay làm rất là đơn giản và nhanh gọn luôn á. Cái này mình gói chặt nè nên nó sẽ đẹp hơn nè. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Khi ăn thì mình sẽ tấy nó lên như thế này. Mình xoay bánh lại như thế này nè các bạn. Cái vỏ bánh mì sandwich của mình lựa nó rất là ngon, nó mềm mại ngon lắm. Phần thịt gà cũng rất là vừa ăn các bạn, tại vì cái này mình còn cái phần nước sốt là mayonnaise với tương cà, vậy đó là gà các bạn ướp như mình như thế là mình thấy nó vừa ăn rồi đó. Đừng có ướp đậm quá, đôi khi nó bị mặn á. Về món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.